Xin chào các bạn. Ở video trước mình đã hướng dẫn các bạn cái gì gọi là refactor, cái gì gọi là sync, đúng không? Thì ở video này mình sẽ hướng dẫn các bạn bắt đầu cho việc giới thiệu về chuyện viết code cho game của các bạn, scripting. Vậy thì muốn viết code như thế nào? Tại sao phải viết code? Chúng ta hãy cùng nhau đi tới vấn đề nhé. Là bây giờ các bạn thấy rằng rõ ràng game các bạn đã có những object, đã có sync, đã có refactor, đã có mọi thứ để các bạn bắt đầu làm game. Nhưng mà mọi thứ đứng yên, nó không chuyển động, nó không xử lý, nó không thực thi, nó không tính toán gì cả, nó nằm đó chơi vậy thôi, giống như là một bức tranh vậy đó. Nhưng mà bây giờ mình muốn cái game mình có thể thao tác được, mình muốn nè cái màn hình, cái background á nó sẽ di chuyển, mình muốn background di chuyển nè, rồi sao nữa, mình muốn á những cái world của mình nó cũng di chuyển nè, mình muốn background di chuyển, mình muốn world cũng di chuyển, mình muốn con chim có thể nhảy, làm sao để đi qua những thằng này, đúng không? Vậy thì bây giờ giải quyết như thế nào? Chắc chắn là phải có viết code để mà xử lý. Vậy để viết code trong Unity chúng ta làm sao? Các bạn cùng theo dõi nhé. Mình sẽ tạo một folder có tên là script. Mình sẽ tạo một folder có tên là script để lưu những cái file script của mình. Và bạn thấy tới bây giờ các bạn để ý là mình lưu rất cẩn thận, đúng không? Refactor bỏ trong folder refactor, script bỏ trong folder script, sprite bỏ trong folder sprite và scene cũng vậy. Tại vì mình muốn phân tách mọi thứ ra rõ ràng để quản lý nó dễ. Rồi. Mình sẽ tạo một cái C# script nha. Mình sẽ hướng dẫn C# script, không hướng dẫn JavaScript. Ok. Là một cái C# script gọi là gì? Background mu đi ha. Mình sẽ gọi là background mu. Được không? Hoặc là gọi là object mu. Tùy mình gọi cái gì cũng được. Nhưng ở đây chúng ta sẽ có một cái lưu ý như này, mình sẽ giới thiệu sơ qua luôn. Cái script này là cái gì? Tạm thời mình chưa đặt tên luôn đi ha. Bỏ. Sẽ giới thiệu như thế này. Cái script này chính là cái đoạn code bạn sẽ gắn lên cái đối tượng nào đó, được không? Cái script này sẽ là đoạn code bạn gắn lên đối tượng nào đó để mà đối tượng đó sẽ thực thi cái script đó cho các bạn, hiểu không? Và script này có thể gắn lên n đối tượng, tức là gắn lên được nhiều đối tượng, không vấn đề gì cả. Thêm một cái, script này không nhất thiết phải gắn lên đối tượng, nó có thể là một class bất kỳ, tại vì đây chỉ là một file CS thôi, chỉ là một file CS bình thường thôi, được không? Nó có thể là một class như sinh viên, một class player và bạn lấy ra bạn xài, không nhất thiết phải gắn lên đối tượng. Nhưng nếu gắn lên đối tượng thì bạn có thể sử dụng nó với đối tượng đó hoặc đối tượng khác bất kỳ, được không? Và có những cách để mà làm điều đó rất là linh hoạt luôn. Trong Unity nó làm được rất là nhiều thứ linh hoạt. Từ một nơi, tức là trong Unity giả sử bạn muốn con chim nó di chuyển, có rất là nhiều cách để làm chứ không phải chỉ một cách. Nhưng tùy theo bạn chọn cách nào nó có phù hợp với ý tưởng, ý đồ của bạn hay không. Được không? Rồi, thì bây giờ script như thế nào? Giả sử bây giờ mình tạo script này gọi là object mu. Là mình mong muốn như thế này nè. Mong muốn là thằng nào nó gắn script này vô thì cái script này sẽ làm cho cái đối tượng nó di chuyển qua bên trái. Nó sẽ làm cho đối tượng nó di chuyển qua bên trái. Đó, tức là thằng nào mình nhận script này thì thằng đó nó sẽ cứ tự động di chuyển qua bên trái, di chuyển qua bên trái, di chuyển qua bên trái. Chỉ vậy thôi. Được không? Và thêm một cái, một đối tượng có thể nhận nhiều script. Tức là quan hệ NN. Tức là một script có thể gắn lên nhiều đối tượng và một đối tượng có thể gắn được nhiều script. Thì sao? Giả sử bây giờ mình tạo một script có tác dụng á, là để cho cái đối tượng nó dịch chuyển qua bên trái. Mình tạo thêm một script nữa, đó là có tác dụng á, là khi mà đối tượng nó va phải cái gì đó, nó sẽ tự động reset về vị trí cũ. Dạng như vậy đi. Thì có phải là mình có thể gắn được cả hai script và mình tái sử dụng lại cái script đó cho thằng khác được, đúng không? Thì rõ ràng mình có thể lấy cái script đó tái sử dụng cho thằng khác được đó. Cho nên mình cố gắng mình tách nhỏ ra script nào ra chức năng đó và xài nó thôi, được không? Nhưng không phải là một script là chỉ có một chức năng, bạn có thể viết nhiều chức năng trong đó, bạn có thể viết tất cả cho một script cũng được, nhưng nó cực kỳ ráng chịu. Rồi bây giờ sẽ hướng dẫn các bạn từ từ để cho các bạn không bị ngợp, dễ làm quen ha. Mình sẽ đổi tên thằng script này thành object mu. Đó. Object mu. Rồi. Mình sẽ mở nó lên. Mình sẽ mở lên ha. Coi. Đó. Nó bắt đầu mở Visual Studio Community 2015 lên. Tại vì mình xài bản này. Cái thời trước á, cái thời điểm trước đây á thì nó không xài Visual Studio mà nó dùng cái Mono Developer, chạy khá là chán. Nhưng nó làm cho mình thấy có một cái gì đó khác biệt so với Unity. Như bây giờ thì nó dùng Luca Visual rồi. Và các bạn hoàn toàn có thể đổi phiên bản, tức là đổi cái trình editor code của các bạn
tức là bạn đổi được trình cái code của bạn. Đó, cái này mở xong rồi ha, bằng cách như thế này các bạn vào yếu nhầm reference external tool đây, bạn vào edit chọn reference ha, bạn chọn external tool, trong đây bạn sẽ chọn được phiên bản cái trình đó, bạn có thể chọn cả Mono Developer luôn nè. Nếu bạn muốn quay lại, bạn có thể chọn Visual Studio 2015, 2012, 2013 tùy bạn, hoặc chọn thằng đó browser là được. Đúng không? Đó, mình có cài cả môi trường cho Android. Mình đã để sẵn đường dẫn của SDK, để sẵn đường dẫn của GDK để nó build ra được cái ứng dụng Android cho mình. Unity build ra nền tảng mà. Được không? Đó, bạn coi thử nè. Những nền tảng hỗ trợ nè. Đó. WebGL nè, HTML5 đúng không? Hơi bị ngon lành luôn. Rồi Samsung nè, ở Windows Store nè, FPS 4 nè, có hết. Đó, có những thậm chí nhiều khi có những thứ bạn không biết là gì nữa. Đó, có cả Android nè, iOS nè, PC nè. Đó, thì vậy ha. Rồi chúng ta quay lại. Thì bây giờ chúng ta quay lại script nè. Làm sao để mà có thể làm cho cái đối tượng đó nó di chuyển qua bên trái? Thì bạn sử dụng cách là script. Vậy script nó sẽ viết như thế nào? Mình sẽ giới thiệu sơ qua cấu trúc của script cơ bản của Unity. Đó. Đây là cái trình IDE Visual Studio 2015 Community thôi, không có gì cả, rất là bình thường, không có gì khác biệt, chỉ là nó xin cho bạn một số code nhỏ nhỏ ở đây. À, đó là sử dụng Unity Engine, à, thư viện của Unity Engine, và có thể có sử dụng System Collection, không thì thôi, thì cái này bạn có thể bỏ đi để cho đỡ nặng cũng được. Và các bạn thấy rằng cái script này nè, nó kế thừa lại từ cái class là Mono Behavior, nó kế thừa lại từ Mono Behavior. Thì cái Mono Behavior này chính là một class được Unity định nghĩa ở trong Unity Engine. Bạn có thể lấy ra và xài. Nó có những cái gì? Nó có hai cái thằng sẵn, đó chính là Stack và Void. Bạn hoàn toàn có thể Stack và Update, bạn hoàn toàn có thể xóa nó đi. Thì hai cái hàm có sẵn này có ý nghĩa là gì? Thì cái hàm Stack này á, có nghĩa là khi cái script này nó vừa được khởi tạo, được không? Khi cái script này nó vừa được khởi tạo thì nó sẽ đi vào hàm này. Còn cái Update có nghĩa là cứ mỗi thời gian, tức là cứ mỗi thời gian của game, cứ mỗi tick của game, cứ mỗi cái 0.00 mấy giây ấy, nó sẽ chạy cái hàm này một lần. Nó giống như một cái vòng lặp của game vậy đó. Rồi. Thường là các bạn sẽ biết những cái thứ xử lý mà update real time ở trong cái hàm update này. Được không? Update. Cứ mỗi lần update thì bạn sẽ làm chuyện gì đó trong cái đây. Ok, đó là hai hàm ha. Rồi, và nếu như bạn nào nhìn vô cái này mà còn không hiểu cái gì nữa trong đây hết thì chắc chắn là bạn đang bị hỏng kiến thức về C# cơ bản. Cho nên thành ra các bạn nên xem lại code C# cơ bản, được không? Tối thiểu là phải biết về cái console để đảm bảo các bạn không bị ngợp. Ok, nếu không các bạn bị ngợp thì các bạn sẽ rất là dễ nản nha. Chỉ là khuyên thôi, còn nếu không các bạn cứ bay vô đi, tới đâu tới. Ok, tiếp tục ha. Vậy thì bây giờ để có thể ha, di chuyển được cái đối tượng đó thì mình làm sao? Ở đây mình sẽ có hai cách với cái script này. Bởi vì cái script này á, nó sẽ gắn lên cái đối tượng mình muốn di chuyển, cho nên thành ra mình có thể lấy nó ra bằng cái gọi là game object. Được. Game object này chính là cái đối tượng mà script này gắn lên. Không cần biết nó gắn lên thằng nào, chỉ cần nó gắn lên thằng đó là thằng đó sẽ là game object. Chưa? Bởi vì Unity nó có một cái class là cái class game object, biểu thị cho bất kỳ object nào, bất kỳ luôn nha. Đó chính là cái empty á. Bạn khi mà bạn create empty là bạn tạo ra một game object á. Được không? Đó. Cho nên thành ra bạn lấy cái game object ra. Bạn cũng có thể sử dụng từ khóa dist.gameObject. Và lỡ rồi có thêm một cái, có phải là với mỗi object nó đều có một thuộc tính rất cơ bản, đó là transform đúng không? Thì transform này cũng chính là của thằng mà script này gắn lên luôn. Đó, hai cái, game object và transform. Đó chính là hai cái thuộc tính, hai cái component mà bất kỳ object nào cũng có, mà khi mà script này gắn lên á, thì nó sẽ nhận hai thằng đó luôn. Được chưa? Rồi, thì bây giờ chúng ta bắt đầu ha. Để có thể dịch chuyển được cái object đó, có phải là cứ mỗi lần như vậy bạn sẽ bắt đầu bạn thay đổi nè, cái word này, có phải mỗi lần như vậy bạn sẽ thay đổi cái tọa độ x của nó đúng không? Bạn sẽ cho nó giảm đi. Đó, là nó sẽ di chuyển. Hợp lý không? Đó. Giảm xuống thì di chuyển qua trái, tăng lên nó sẽ di chuyển qua phải. Vậy thì bây giờ có phải mình sẽ làm sao đó? Mình vào được cái transform này, mình thay đổi được tọa độ x của nó, đúng không? Vậy thì cùng ý tưởng đó, mình bắt đầu mình thử đi. Bắt đầu thử. À, vậy cứ mỗi lần update như thế này nè, mình sẽ gọi cái transform ra đúng không? À, transform chấm, có một cái là position. Bạn muốn thay đổi cái position của nó nè, bên đây nè, position đúng không?
À, position đó là x. Đó, bạn trừ trừ, vậy là xong rồi. Nhưng không đúng. Tại vì có một cái đặc điểm á, là cái x này là nó chỉ cho get thôi chứ không cho set. Cho nên thành ra nếu như bạn muốn thay đổi nó thì bạn phải sử dụng thông qua một cái hàm. Chấm. Một á, là bạn tạo cái position mới. Là tạo ra new vector 3 mới. Được. Thì tại sao là vector 3? Thì vector 3 chẳng qua một class trong đó có x, y, z thôi. À, vector 2 tức là trong đó có x và y. Và position mặc định của nó là vector 3, tức là có 3 tọa độ mà. Nhưng do bạn làm 2D cho nên thành ra bạn để z là bằng 0. Đơn giản là vậy thôi. Được không? Y là đi lên, x là đi ngang, z là tới luôn. Vậy thì thành ra bạn có thể làm như thế này, à new vector 3. Trong đây bạn truyền vào x là như thế nào? X là từ cái tọa độ là transform chấm position trừ 1 đúng không? Rồi y thì sao? Y thì transform chấm position và z là bằng 0. Đúng không? À position là chấm x nữa. Đó. Position là chấm y. Thì rõ ràng bạn có thể làm như thế này mà. Đó. Đây là cách thứ nhất. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thử đi. Thử những cái gì mà làm được trước đi để chúng ta biết được trực quan nó ra sao, rồi chúng ta sẽ đi tới những cách khác. Ok, mình sẽ lưu lại ha. Rồi, bắt đầu qua đây nè. Qua đây ha, mình sẽ bên script. Nó sẽ bắt đầu bắt bạn đứng một chút là để nó update lại cái script á. Bạn không cần cái build nha. Bạn không cần nhấn build, bạn chỉ việc lưu lại là được. Bạn chỉ việc lưu script lại là được. Ok. Giả sử mình muốn background này di chuyển đúng không? Mình nắm script này nè. Mình kéo lên đây. Tức là kéo thả cho nó luôn hoặc kéo qua bên đây. Tùy bạn. Như bây giờ nói thế này nè. Không thể add script component object move because the script path cannot be found. Make sure no comply error. À vậy tức là comply của mình bị lỗi. Ồ, có gì đó không đúng ha. Thử đi ha, thử view coi. À, còn chỗ ship B xem nó có lỗi không. Chứ. Có đơn giản mà lỗi sao? Vô lý. View cũng lâu. À xức xịt kìa, thằng này xạo nè. À thằng này xạo nè. Nó cái gì đó nó nhảm nhảm không đúng, vô lý vậy à. Vậy bây giờ đi, giả sử bỏ luôn thằng này nó lại lưu lại, tức là mình không thay đổi gì cả mà nó cũng báo lỗi là coi chừng có cái gì đó không đúng quanh đây đúng không. À, thử nè. À mày xạo rồi, thì cái này rõ ràng là nó có cái gì đó bị sai, có thể là đặt tên không đúng rồi có thể sao đó. Thì bây giờ chúng ta có thể thử, có thể là cái tên này nó bị trùng hoặc sao đó không được, thì chúng ta có thể đổi một cái script khác, tạo một script khác đi ha, gọi là background move. Đó. Giờ nhấn cái để mở lên, enter cái để mở lên, log on đi để log lại hết. Mình xin ké cái đoạn code này. Đó. Mình ké cái đoạn code này. Mình bỏ ở đây. Mình lưu lại. Được không? Qua đây. Rồi bạn thấy nè, code nó được đây, bạn có thể xem qua code của bạn viết gì đây. Giờ transform như parola đây. Bạn nắm mà kéo lên thử coi. Đó. Được ngay. Vậy chắc là thằng này bị trùng tên. Vậy là thằng này bị trùng tên hoặc sao đó chứ thành ra nó không chịu. Được không? À, mình thấy đây nè. No mono behavior script in the file or the name or do not match the file name. Có lẽ đâu đó là cái tên của cái script này mà đặt không đúng. Bỏ đi. À, lưu ý ha. Tên đặt tên script cũng là một cái lưu ý nữa. Nên nếu bạn nào gặp những cái lỗi đó các bạn có thể thử trường hợp mình xảy ra. Một á, là xem thử code bạn có lỗi hay không. Hai á, là các bạn xem thử cái tên của script bạn đặt có sai hay không. Đây là những trường hợp hay xảy ra nhất khi mà các bạn thao tác với script. Chắc chắn sẽ các bạn hỏi, ô tại sao nó như vậy? Thiệt luôn. Rồi, thì các bạn thấy. Ok, mình đã có background mu được kiểu à, mình mở zoom zoom lên cho các bạn coi không là không kịp. Rồi mình gắn cái script này vào trong background rồi thấy không? À, mình gắn script này vào trong background. Thì background này nó sẽ nhận cái script đó vào thực hiện. Các bạn cùng coi nha. Cùng coi nè. Nhấn start không? Hello. Đó, bạn thấy di chuyển không? Thấy di chuyển không? Đó, nó di chuyển nè. Nhưng mà di chuyển nhanh quá. Không kịp nhìn gì hết. Nó di chuyển nhanh quá. Ok. Di chuyển nhanh là chuyện bình thường mà, dễ hiểu mà. À, thì tức là mình đã làm di chuyển được rồi đúng không? Nhưng mà chỉ có mỗi background di chuyển thôi, tại vì cái background để nhận script. Và giả sử bây giờ mình muốn thằng này di chuyển thì sao? Nắm kéo vô. À, chạy hai thằng cùng chạy cho coi. Thấy chưa? À, giống như là cùng nhau dời nhà đi, đua nhau dời nhà đi con chim ở lại. Ok, và bạn không muốn xài nữa bạn có thể remove component. À, được không? Bây giờ tạm thời mình muốn thử với background. Bạn không cần remove nha, cứ để yên đó. Tới khi bạn cập nhật code bên đây là bên đây cũng tự nhập cập nhật theo, nên không phải lo, bạn gắn đi rồi được rồi. Tiếp nè, các bạn cùng để ý ha. Nhưng bây giờ mình thấy rằng nó đi quá nhanh, nên mình tìm cách để cho nó đi chậm hơn. Chỗ này bạn thấy rằng mỗi lần đó, nó đều trừ một hết rồi, ok ổn rồi. Nhưng mà
cái hàng update này nó gọi quá nhanh á, cho nên thành ra là cái thằng này nó gọi liên tục. Vậy có cách nào giảm tốc độ nó xuống không? Có một cái thuộc tính mà UT hỗ trợ đó, là bạn nhân cho một cái gọi là time.delta time. Cái delta time này là gì? Đó là khoảng cách giữa hai frame, tức là khoảng cách giữa hai frame của game, được không? Tức là thời gian giữa hai lần update của game á, giữa hai lần update của game thì thời gian là bao nhiêu? Thì nó ra cái delta time này và bạn dùng nó sẽ nhỏ rất là nhiều, nó sẽ nhỏ hơn rất là nhiều. Và giờ chậm lại cho bạn coi, cùng thử nha. Cái delta time này con số của nó là khoảng 0,000 mấy á, các bạn có thể debug, các bạn có thể debug hoặc là unlock nó ra để các bạn coi. Mình biết là con số cỡ đó thôi, tại vì nó sẽ bị chênh lệch, không phải lúc nào cũng như nhau cả. Rồi thử nè, chúng ta cùng xem nó chạy như thế nào này. Nó đơ luôn nè. À, cảm thấy nó giật đây bạn thấy không? Nè. Position nó có thay đổi nè, thấy không? Nhưng nó cứ nằm khúc này hoài, nó không chạy đâu hết. Sao kỳ vậy? Sao kỳ quá vậy? Thì rõ ràng đúng rồi, đúng là vậy mà. Tại vì sao? Cái transform của bạn position là 1. À, position giả sử bắt đầu là 0 đúng không? Nó trừ 1 nhân cho thằng này nó nhỏ xíu, nó ra 0 phẩy mấy. Rồi sau đó thằng này thì cái transform này lại trở thành 0 phẩy mấy nhỏ xíu. Rồi nó cứ vòng vòng nằm đó, nó không nhích được. Thành ra cái thuật toán này nó không đúng. Phải thử lại và đổi lại. Thường nếu như các bạn muốn dịch chuyển một vật thể, thay đổi tọa độ của nó, bạn sẽ không làm kiểu này, mà bạn sẽ làm như thế này. Bạn gọi một cái hàm là translate. Đó. Nó có những cái override như thế này. Đầu tiên bạn đưa vào một vector 3, tức là bạn sẽ translate tới cái tọa độ nào đó. Hay nói đúng hơn là nó sẽ đi theo cái hướng đó chứ không phải tới tọa độ nha. Nó sẽ cộng thêm cái vector đó vào trong cái position. Cái này có nghĩa là nó sẽ cộng thêm cái vector đó vào trong position, được không? Thằng này cũng tương tự nè. Thằng này chỉ thay đổi là thay vì vector thì sẽ là x, y và z. Relate to tức là nó sẽ di chuyển và dựa theo một thằng nào đó. Thằng này có nghĩa là space relate to tức là dựa theo khoảng cách nào đó. À, thằng này là x, y, z thôi. Thằng này là cũng là một vector 3 nhưng relate to, và thằng này là vector 3 nhưng là space relate to. Tức là nó hỗ trợ cho bạn rất là nhiều hàm để cho bạn sử dụng nó thuận tiện nhất. Rồi, mình ở đây mình chỉ cần cái thôi. Mình chỉ mong muốn là dịch chuyển vào bên trái. Thì có phải mình tạo ra một cái new vector 3, và trong đây nó sẽ là -1, đúng không? À, y nó sẽ là cái gì? Y đó bây giờ mình biết nó là 0, mình khỏi mắc công đi. Hoặc là các bạn thể là transform.position.y nếu bạn kỹ, và z nó là 0 là xong. Được không? Và mình sẽ nhân thêm cái time.delta time để cho nó chỉ chậm lại. Đó. Có nghĩa là từ cái tọa độ của thằng transform này, tức là tọa độ của thằng đang gắn script này, nó sẽ dịch chuyển thêm một cái vector như thế này. Đó, nó sẽ dịch chuyển thêm theo cái hướng vector như thế này là được. Bây giờ chúng ta cùng thử nhé. Ok, chạy thử nha. Đó, ngon lắm ngay. Nhìn là thấy kích thích rồi. Hợp lý chưa? Rất hợp lý luôn chứ, sao không hợp lý được. Đó, chạy rất là mượt, rất là mịn. Bởi vì cái delta time của nó rất là nhỏ, nên thành ra nó dịch chuyển rất là chậm. Và nếu như bạn muốn nó mịn, các bạn nên có cái delta time này vào. Ok. Rồi. Vậy bây giờ giả sử muốn quơ di chuyển thì sao? Nắm kéo vô. À, nó cùng nhau nó chạy, dời nhà. Cùng nhau dời nhà, yeah. Và các bạn thấy á, có phải cái quơ này, cái quơ nó chạy cái dù mất tiêu luôn, đúng không ta? Tại sao vậy, tại sao kỳ vậy? Mình cũng không rõ. Rõ ràng hai thằng nó đều chạy theo cái tốc độ như thế này mà tại sao chạy ghê thế? À, nó dịch chuyển cái ít thôi mà, ít dịch chuyển cái tí tẹo. À, vô lý. Cảm giác nó vô lý. À, chạy lại thử ha. Chiu, mất tiêu luôn. Tốc độ kinh hoàng. Rồi bỏ. Vậy thằng nào ra đó đi. Rồi, ok. Giờ thấy ổn. Thôi vậy thì bây giờ mình thử đi. Mình thử không phải là thằng đó, mình thử quơ này ra. Để mình thay đổi gì không? À, thấy ra. Chắc là một thằng chạy mất tiêu quá. Đó. Due to flashing point, recommend to buy the world coordinate. À, tức là chạy quá lẹ. Tức là con số quá lớn, đi quá ghê. Thằng nào đó đi tới maximum. Rồi. Ổn ha. Tức là ổn. Vậy rõ ràng là bạn đã có thể dùng script để thể di chuyển được cái background của bạn rồi. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu ha, cùng bắt đầu giải quyết tiếp nè. Vậy ổn chưa? Giả sử bây giờ mình muốn tăng tốc độ nó lên thì sao? Mình muốn tăng tốc độ của cái thằng di chuyển nó lên thì sao? Thì có phải là mình sẽ thay con số -1 này bằng giả sử con số nào đó khác đúng không? Nhưng mà mình muốn thêm như thế này nè. Từ bên ngoài này có script này, mình có thể thay đổi thông số mà không cần vào script mình viết. Tức là giả sử mình tạo ra một thư viện, người ta lấy ra người ta xài lại thôi.
Thì mình sẽ làm như thế này, các bạn để ý nha. Public float speed. À, public float speed. Bạn bây giờ sẽ đặt tên theo kiểu như thế này để các bạn coi nè. Moon speed nha. Rồi. Lưu lại. Ở đây mình đặt là moon speed nha, các bạn để ý nha. Moon viết thường, speed viết hoa. Ra ngoài cho các bạn coi nè. Ta bắt ra rồi. Những cái background các bạn thấy nè. Moon speed. À, nó có thêm một thuộc tính moon speed ở bên ngoài. Và bạn có thể thay đổi con số này, giả sử bạn để là 5. Được luôn. Và các bạn thấy chữ moon này nó viết hoa, nó cắt ra và nó viết tiếp chữ speed. Đây chính là cái quy ước đặt tên của Unity Script. Được không? Cái chữ ban đầu bạn viết thường, nó dính vào cái chữ những chữ tiếp theo bạn viết hoa là nó sẽ ra như thế này. Ok, thêm một lưu ý nữa ha. Rồi, thì bây giờ chúng ta sử dụng cái move speed này như thế nào? À, delta time là chúng ta cùng nhân thêm cái move speed thôi. Là có phải nó sẽ thay đổi theo tốc độ bạn muốn không? Và sau đó mình ra bên ngoài này muốn thay đổi con số nào tùy mình. Là cái script nó sẽ nhận số theo. Bây giờ chúng ta cùng thử nha. Giờ sẽ sửa ban đầu mình để là 0 nè. Để là 0 ha, mình chạy game nè. Đó, bây giờ tăng lên là 1 nè. Nó di chuyển ra chưa? Tăng lên là 5 nè, thì vô nè, và lại không đứng nè. Và bạn để ý rằng có phải á, là nó chạy real time đúng không? Mình thay đổi script ray, mình không cần phải build lại luôn. Nó vẫn chạy. Và giả sử bây giờ mình để là 5 đúng không? Mình tắt một cái, nó về lại không. Đây là một cái hay thứ hai nữa. Tức là những thứ mà bạn thay đổi khi mà đang chạy game á, khi bạn đóng game lại nó sẽ reset về ban đầu. À, một cái hay nữa của Unity Editor. Chưa? Cái gì đó mà bạn đang chạy game và bạn thay đổi thuộc tính thông số của nó, tới khi bạn tắt game đi không chạy nữa, nó sẽ reset lại ban đầu cho các bạn. Ok. Và bạn có thể thay đổi những thuộc tính đó ngay trong khi mà game đang chạy luôn, để bạn có thể test thử luôn. Rất là hay, rất là nhanh. Và có một game rất là nổi tiếng của Bilas Battle.net, nó làm bằng Unity, đó là game Headstone. Tại vì sao người ta chọn Unity, người ta làm bởi vì Unity á, nó giúp debug rất là nhanh, thao tác rất là trực quan, làm rất là nhanh chóng. Game nổi tiếng nó làm bằng Unity nha. Đó. Thì mình đã từng xem một clip người ta nói thì thật sự rất là hay. Nó người ta làm ra một script gọi là script test, script editor, người ta chỉnh sửa trong đó và nó sẽ hỗ trợ bạn rất là nhiều thứ ghê gớm. Nó một dạng advanced rất là hay. Đó. Khi nào có thời gian mình sẽ hướng dẫn các bạn thêm. Rồi bây giờ chúng ta quay lại những thứ cơ bản ha, bớt ảo mộng đi ha. Ok, script là như vậy. Chúng ta tiếp tục nè. À, vậy là ngon rồi. Vậy tức là mình đã dùng script để mình có thể xử lý được cái chuyện là sao? À, cho background nó moon rồi. Mình làm được chuyện đó rồi đúng không? Vậy thì bây giờ mình có thể làm chuyện nào nữa? Vậy thôi được rồi. Vậy thôi được rồi. Những bài sau bắt đầu hướng dẫn các bạn thêm những chuyện khác. Được không? Các bạn có thể tạo những cái đối tượng public để ra bên ngoài các bạn đưa vô. Thậm chí các bạn có thể tạo một cái game object. À, giới thiệu lỡ rồi, giới thiệu thêm luôn. Game object. Để tên vậy thôi, mình không cần bận tâm là gì, để cho các bạn coi thôi. Bạn qua đây nè. Nó sẽ reset cho bạn đó, một cái thằng non object, tức là không có thằng nào hết. Nắm cái world kéo vô chơi nè. À, được không? Bạn có thể làm như thế này luôn. Bạn có thể nắm đối tượng mà thả vô. Chỉ cần cái đối tượng đó nó tương ứng với cái kiểu dữ liệu là được. À, tuyệt vời chứ, rất tuyệt vời. Ok ha. Rồi, đơn giản thôi. Không có gì khó cả. Thì rõ ràng background của bạn đang di chuyển được. Nhưng mà mình thấy vẫn chưa đúng như ý mình muốn. Mình muốn á, cái background khi mà nó di chuyển rồi á, thì tới một cái mức nào đó nó sẽ quay lại vị trí cũ. Chứ chẳng lẽ bây giờ bạn tạo ra một background to đùng dài ngoằng, đúng không? Bạn tạo ra cái background to đùng dài ngoằng cứ cho chạy hoài rồi game lỡ người ta chơi cả ngày, rồi làm sao background bằng đủ? Bạn phải dùng màn nhũ chứ. Thì bạn chạy tới mức nào đó các bạn reset lại, chạy tới mức nào đó bạn reset lại. Hợp lý không? Hợp lý hơn. Đó. Vậy bây giờ giải quyết như thế nào? Bây giờ giải quyết như thế nào? Mình có thể bắt đầu viết code xử lý như thế này. Được, mình có thể viết code xử lý như thế này. Cái thằng này không cần nữa ha. Để sao nữa. Mình sẽ cho thêm một cái thuộc tính nữa là move range, tức là khoảng cách move là bao nhiêu. Tới khi nó di chuyển vượt ra cái mức đó rồi thì bỏ đi. À. Vậy thì có phải là mình cần phải biết được cái vị trí gốc ban đầu của nó không? Tức là mình phải biết được cái vị trí ban đầu của nó trước khi nó move không? Vậy thì mình sẽ lưu một cái lại. Private all position. Và kiểu dữ liệu của nó sẽ là vector 3. À, kiểu dữ liệu nó vector 3 tương ứng với cái position. Cho dù bạn lập trình game 2D bạn vẫn dùng vector 3. À, chẳng cần thích 2D đâu. Rồi, tiếp nè. Ở đây
mình sẽ tiếp tục mình lưu lại. Ngay khi mà lần đầu nó chạy, lần đầu nó chạy script này nó được khởi tạo, mình sẽ lưu cái vị trí này lại để về sau mình lấy nó làm sao, chứ mình không lưu bên update nha, mình lưu bên update lại chạy loạn luôn đó. Được không? Thì cái awesome này nó sẽ bằng cái transform chấm position vậy thôi, được không? Transform chấm position có còn không đó, rồi đó. Nhưng mà thêm một cái lưu ý nè, các bạn thấy rằng cứ mỗi lần mà bạn muốn sử dụng á, bạn cứ gọi transform ra rồi bạn xài đúng không, thì có phải nó sẽ khá là làm chậm tốc độ script của bạn đi. Nếu như bạn muốn tối ưu nó hơn, bạn nên xài kiểu như thế này: private game object, được không? OBJ thể hiện cho đây chính là cái object đó, chính là cái object mà script này nhận vô. Và bạn mới vô đây, bạn sẽ làm như thế này: OBJ sẽ bằng game object luôn. Và mỗi khi bạn muốn xài cái gì á, thì bạn lấy từ cái OBJ này ra. Thực sự nó vẫn tham chiếu thôi, nhưng mà làm như thế này nó sẽ không phải đi xuống dưới để cho script tự xử lý coi biết thằng transform này là thằng nào. Đây là một cái mẹo nhỏ để mà tăng tốc script của bạn lên. Tại vì trước sau gì bạn cũng phải bận tâm tới cái chuyện là tăng performance nó lên cả, được không? Đó. Thì bạn làm cái OBJ như thế bạn xài, chứ đừng có gọi trực tiếp kiểu như thế này, được không? Bạn nên lưu nó lại để bạn xài, rồi sau bạn lấy nó xài. Ok. Rồi, ở đây tiếp tục nè. Tiếp tục ha. Chúng ta cùng sử dụng tiếp. Ở đây mình move lên, rồi tiếp nè. Nếu như cái OBJ chấm à, nếu như bây giờ mình cần phải biết được khoảng cách đúng không? Mình phải biết được khoảng cách của cái thằng, của tọa độ hiện tại của thằng này và cái khoảng cách được phép di chuyển là bao nhiêu so với vị trí cũ. Thì mình sẽ làm như thế này, mình dùng một cái thư viện hỗ trợ của thằng vector3 distance. À, nó giúp cho bạn tính được khoảng cách của hai vector. Có thư viện rồi, vì chỉ biết có thì cực đúng không? À, thì OBJ OBJ và obj.transform.position. Đó. Nếu như khoảng cách của nó mà lớn hơn move range thì làm gì ta? Thì có phải là obj.transform.position bằng obj.position. Hợp lý chưa? Rất hợp lý. Thì reset lại, cứ tới nếu như nó vượt ra khỏi cái mượn đó, tức là nếu như nó đi xa, nó đi quá 10 pixel thì nó sẽ reset về 0, nó đi quá 10 pixel nó bị reset về 0. Hợp lý ngay. Ok, quay lại đây. À, ok, mình có move speed, mình sẽ cho giả sử nó là 3 đi. Và mình cho move range của nó, giả sử mình cho là 20 đi. Xem thử chạy như thế nào ha. Cùng coi nè. À, tốc độ chạy như thế này. Các bạn để ý ở đây nha. À, tới mức nào đó nó sẽ bắt đầu quay lại nè. 17, 18, 19, 20 đó, reset về thấy không? À, 17, 18, 19, tới 20 là reset về. Tùy theo các bạn setting như thế nào đó để cho nó mịn thôi. Nó mịn và mượt là tùy ý của bạn. Đó. Tới mức 20 reset về, 20 reset về. Và mình thấy 20 không đẹp, mình thử để cái số nhỏ lại thôi, giả sử 10 thôi, xem chạy ra sao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 là được rồi, 5 reset là được rồi. 5 đó. Cùng xem ha. Đó, nó giật. Nếu bạn làm không tốt thì nó sẽ bị giật, đúng không? Nếu như bạn làm không tốt nó sẽ bị giật. Thì cái này các bạn phải tính toán theo background của bạn á. Các bạn phải tính toán theo background của bạn xem thử nó như thế nào, con số nào là hợp lý nhất. Bạn phải xem thử con số nào là hợp lý nhất. Bạn thấy rằng có vẻ như cái crash của mình nó không đủ đô, cái crash của mình bị ngắn quá. Mình nhấn vô thử này coi này làm nào đây. Thằng này duplicate lên, bị ngắn quá, kéo ra thêm chút. Duplicate lên, kéo thêm chút, tức là thêm được vài thằng, nó dài dài ra một tí. Rồi giờ chạy lại thử xem sao. Nó dịch dịch chuyển đẹp. Thì các bạn sẽ tự thay đổi con số lại cho phù hợp. Tự thay đổi con số lại cho phù hợp. Giả sử 5 được thì 6 đi. Hoặc là các bạn có thể tính toán, các bạn có thể tính toán là nó, khi nó di chuyển á, các bạn coi nè. Cho các bạn một ví dụ thử nha. Các bạn coi thử cái sky của bạn nè. Một cái sky này, cái kích thước của nó là bao nhiêu? Một cái thằng này kích thước nó là bao nhiêu? 20 đi. Đúng không? Nó là 20. Vậy thì bạn làm sao đó nó chạy một nửa, tức là từ thằng này là ban đầu cái vị trí của background nằm ở đây, khi nó chạy tới đây nó sẽ reset lại, tức là đi một nửa thôi, chạy tới đây reset lại, chạy đây reset lại, vậy tức là đi một nửa. Vậy thì đi một nửa như vậy á thì nó bao nhiêu? 10.
Nếu như 10 không được thì chúng ta sẽ thử một con số khác. Điều chỉnh chúng ta sẽ thấy được tại do cái background của mình nó khác. Background của mình nó không được bình thường. Đó, các bạn thấy nó 10 hơn rồi đúng không? Có vẻ nó 10 hơn. Nhưng vẫn chưa đúng. Cho nên là bạn phải điều chỉnh con số làm sao đó để cho nó mịn nhất. Do cái background của bạn nó lồi lõm rồi kia nè. Nếu như các bạn để ý thì các bạn thấy những cái game cơ bản 2D thời cũ nó cũng làm dạng như vậy thôi. Nó cũng sẽ phải thay đổi background, nó phải reset lại. Thì bây giờ tùy theo các bạn đổi con số như thế nào cho phù hợp mà nó sẽ ra. Ok không? Vẫn chưa 10, sẽ cho 15. Các bạn có thay đổi một chút. Nhưng bị hố rồi, 15 là hố rồi. Và chúng ta sao? Đổi lại, giả sử con số 2 thôi. Không đẹp, kỳ quá ha. 1 thì sao? Bốn thì sao? Ok. Còn nếu như bạn nào mà lười không làm như thế này á, các bạn thấy không ổn á, thì các bạn có thể tùy chỉnh lại con số sao cho phù hợp. Hoặc tùy chỉnh lại cái background cho phù hợp theo ý của bạn. Các bạn không nhất thiết phải dùng cái background của mình. Bạn phải hoàn toàn dùng một cái background khác để bạn lấy các bạn xài. Bây giờ mình đang thử con số thôi, xem cái con số nào là phù hợp nhất. Hồi nãy lên 15 cũng không ổn đúng không? Mình cho 16 đi. Xem nó ra như thế nào. Thật sự background thì chấp nhận thôi chứ cũng không thể làm gì được. Rồi. Ok. 16 không được, 17. Cái gì? 17. Đúng không? Như thế này. Cứ vậy mà chạy 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 chạy. Không hay ha, cái background này không có đã. Nhưng mà kệ. Được như được, sẽ để 20 đi. Được quá. Cứ chạy hết một khung rồi sẽ reset lại, cứ chạy hết một khung rồi reset lại. Có vẻ ổn hơn nè, có vẻ ổn hơn nè, trong cái bị mượt hơn. Vậy tức là cứ cho nó chạy hết một khung đi. Cứ cho nó chạy hết một khung rồi reset lại là ổn nhất. Được á. Vậy thì bây giờ crash mình cho thêm thằng nữa. Cái nó lên. Được rồi. Ok. Rất là ổn ha. Rồi, bây giờ giả sử mình cho cái speed nó tăng lên một chút, giả sử mình cho speed là 5 đi để cho nó tới được cái mốc này nhanh chóng. Và cái move range của nó mình sẽ để là 20. Speed là 5 và move range là 20. Tốc độ như thế này, chạy du 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 du. Reset lại. Vẫn mượt mà. Chuẩn. Vậy tức là bạn chỉ cần set lại một thôi. Bạn cho chạy một khung là được. Thì bây giờ mình do mình còn để script này cho các bạn trên website để các bạn xem, cho thành ra mình sẽ đưa cái mặc định move speed và move range vào trong code. Thì đây move speed, mình sẽ set move speed bằng 5 và move range bằng 20. Ok rồi, đơn giản vậy thôi. Và nếu như các bạn dùng số lẻ, giả sử 20,2, các bạn phải thêm f vào. Một lưu ý nha, tại vì các bạn đang dùng kiểu là float, đó là một lưu ý cho các bạn. Ok, tuyệt vời chưa? Chắc là rất là tuyệt vời đúng không? Rồi, ở video này về phần script mình hướng dẫn các bạn như đây thôi. Những bài sau mình sẽ hướng dẫn các bạn xử lý script cho những phần khác nữa. Và lúc đó script sẽ là một thứ giống như là rất bình thường rồi. Không? Ở bài sau ha, mình sẽ xử lý các bạn, hướng dẫn các bạn xử lý về cái gì gọi là đối tượng vật lý. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết. Hãy để lại bình luận hoặc góp ý của mình để phát triển bài viết tốt hơn. Đừng quên luyện tập, thử thách không ngại khó. Cảm ơn các bạn. Đưa nó vào vài vị trí nhìn thú vị hơn. Ở đây đi ha. Trước tiên mình sẽ tạo một cái khác nữa, đó là mình tạo một cái empty để thể hiện cái thằng này là player của mình. Mình đưa cái thằng này vào trong